Rồi thì tôi để tôi thâu cái video lại rồi mình có như mình làm như ha, rồi anh chị nào mà vắng thì mình có thể xem cái video lại. Ủa lớp mình có làm cái chương trình cơ sở chưa đúng rồi anh? Các anh chị làm môn liên luận cơ sở rồi đúng không? À, chưa thầy ơi, niên luận cơ sở là cuối tháng 6 mình mới báo cáo á thầy. À, thì đang làm chưa báo cáo Dạ đang làm mà chưa có báo cáo. Dạ thôi đúng không? Ừ. À, ai ai hướng dẫn các em? Thầy Tuấn hả? dạ cô Lâm Nhật Khang hướng dẫn á thầy. À. Ủa tháng 6 báo cáo là trong tháng này phải không? Dạ cuối cuối tháng này á thầy, nay là chín tay rồi. Ừ. Rồi thì thôi nếu mà các em làm đã làm liên luận cơ sở rồi thì cũng cũng nắm được mình làm liên luận là làm cái gì rồi. Thì để tôi đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho các em cái mục tiêu nè, rồi cái yêu cầu, rồi giới thiệu các em một số chủ đề, rồi cũng như nói về cho các em về cái nội dung báo cáo là như nào. Thì nói chung nó cũng tương tự như là cái liên luận cơ sở đó, về cái trình tự này nọ, nó chỉ khác nhau về cái yêu cầu là cái mức độ ấy, thì nó cao hơn tí thôi. Còn về cái quy trình thực hiện là nó thì một cái phương pháp là nó cũng bị thật ra. Rồi thì để tôi share cái màn hình rồi thì trình bày cho các anh chị ha. Rồi các chị thấy cái màn hình tôi chưa? À, thấy rồi thầy ơi. Thấy cái slide này không? Thấy. Thì nói chung mấy cái slide này nữa tôi cũng sẽ gửi cho các anh chị ha. Rồi một số tài liệu đi kèm thì tôi sẽ gửi lên cái hệ thống e-learning á để các anh chị có thể tham khảo. Rồi, thì đầu tiên thì tôi giới thiệu các anh chị về cái mục tiêu của đề tài. Thì cái mục tiêu chung á là chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức chuyên ngành. Thì trong nó khác với cái liên luận cơ sở, chỗ là cái liên luận cơ sở thì các anh chị vận dụng các kiến thức cơ sở ngành thôi. Còn cái này thì mình phát triển nó một chút xíu, đó là mình sử dụng các cái kiến thức chuyên ngành để mình phát triển một cái ứng dụng tương đối hoàn chỉnh. À, thì một hồi tôi sẽ dẫn cho các anh chị kỹ hơn thế nào là nó gọi là tương đối hoàn chỉnh. À, thứ hai đó là chúng ta vận dụng các cái giải pháp công nghệ thông tin để chúng ta giải quyết cái vấn đề ở mức độ vừa phải. À, có là hoặc là các anh chị phát triển một ứng dụng, hoặc là các anh chị vận dụng các cái giải pháp công nghệ thông tin để chúng ta giải quyết một vấn đề nào đó. À, đó là cái mục tiêu chung. Còn về cụ thể hơn, nhất là về cái kiến thức á, thì yêu cầu là các anh chị phải hiểu rõ các giải pháp công nghệ thông tin mà mình đã được học nào để mình hiểu được nó, mình mới vận dụng được. Rồi mình hiểu cái quy trình giải quyết vấn đề, quy trình phát triển hệ thống như thế nào. Rồi các anh chị biết cái cách vận dụng các cái kiến thức cơ sở ngành, rồi kết hợp với những kiến thức chuyên ngành để chúng ta giải quyết một vấn đề. Rồi giờ các anh chị có thể hiểu cách mình triển khai là đánh giá là kiểm tra bảo trì vân một cái hệ thống, rồi chúng ta triển khai đánh giá bảo trì cái giải pháp. Thì tại vì cái mục tiêu mình có thể là chọn một trong hai cái, hoặc là mình phát triển ứng dụng, hoặc mình cung cấp một cái giải pháp, mình cung cấp giải pháp cho một cái người dùng, cho một cái tổ chức doanh nghiệp v.v. Thì đó là về cái kiến thức. Còn về cái kỹ năng thì mình để mình có thể là xây dựng một cái ứng dụng và cung cấp giải pháp cho người dùng á, thì mình cần có một số kỹ năng như mình thu thập phân tích yêu cầu, mình phải phù hợp với yêu cầu người dùng nè, rồi mình tìm kiếm lựa chọn và thiết kế giải pháp. Đó là khi mà chúng ta cung cấp giải pháp nữa thì mình có thể có nhiều giải pháp, thì nó phải tìm kiếm nè, rồi sau đó ta lựa chọn, ta đánh giá được lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. Rồi chúng ta biết cách xây dựng phát triển các giải pháp, hoặc là chúng ta phát triển các ứng dụng, rồi cuối cùng là chúng ta phải biết phân tích trình bày và thuyết trình cái kết quả mình đạt được. Đó là mình làm
cái lý luận như vậy mình đạt được cái kết quả gì nha, mình trình bày nó, mình biết báo cáo, mình báo cáo rồi mình thuyết trình. Đấy. Thì đó là các cái yêu cầu của một cái lý luận chuyên ngành. Thì các anh chị thấy nó cũng tương tự như cái lý luận cơ sở, nhưng mà ở đây nó khác từ cái mức độ thôi. Đối với cái lý luận cơ sở thì mình chỉ làm quen thôi, mình làm quen là mình biết một ứng dụng đơn giản, hoặc là thường thường là mình phát triển một cái ứng dụng đơn giản thôi. Còn cái này thì nó tương đối hoàn chỉnh thôi, đến mức độ một xíu. Cái thứ hai đó là đối với lý luận cơ sở thì mình chủ yếu mình sử dụng các kiến thức về cái cơ sở ngành, còn cái này là mình vận dụng những cái kiến thức chuyên ngành. Đấy. Thì đối với những cái kiến thức cơ sở ngành thì nó tương đối đơn giản, cho nên là mình chỉ là phát triển một cái ứng dụng đơn giản thôi. Còn để phát triển một cái ứng dụng tương đối hoàn chỉnh thì mình cần phải có những cái chuyên sâu hơn, đó là những cái chuyên ngành. Đấy. Thì đó là cái khác nhau những cái lý luận cơ sở của mình, chuyên ngành. Yeah. Rồi thì ở đây tôi chỉ gợi ý một số cái chủ đề, ở đây các chị lưu ý một số chủ đề chứ không phải là một số đề tài. Thì ở đây là tôi gợi ý mà nó không có phải là bó buộc các anh chị vào những cái, nó không có giới hạn các anh chị vào những cái chủ đề này. Nên đó là các anh chị có thể là sử dụng những cái, mình có thể là đọc ở đâu đó một cái mình tìm hiểu thấy một cái vấn đề nào đó mà nó nằm ngoài những chủ đề này thì làm vẫn được. Thì cái chủ đề thứ nhất mà các anh chị thường hay mà thực hiện nhất đó, là chúng ta phát triển một cái ứng dụng web, cái web quản lý, web mua bán này nọ. Thì cái yêu cầu đối với cái một ứng dụng web đó, thì như hồi nãy trong cái yêu cầu của cái nghiên luận chuyên ngành này các anh chị thấy rồi đó, là chúng ta phải phát triển một ứng dụng tương đối hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh ở đây có là nó phải có những chức năng như là thêm, sửa, xóa. Nếu dù bây giờ chúng ta quản lý các cái chúng ta thiết kế một chúng ta xây dựng một cái hệ thống bán hàng online thì nó phải là cho phép chúng ta thêm, sửa, xóa sản phẩm, là tìm kiếm sản phẩm, là quản đấy, quản lý người dùng văn, rồi một số cái kiến chức năng liên quan tới cái nghiệp vụ khác như là chúng ta có thống kê đấy. Về cái giao diện thì nó phải có menu, có màu sắc, có thực hiện các validation, đó là nó phải có những cái chức năng nó tương đối hoàn chỉnh. Thì một số cái đề tài trong cái chủ đề này như là chúng ta biết chúng ta phát triển các cái web bán hàng, nói chung những cái web là thương mại điện tử đó. Đấy, thường các chị hay chọn mấy cái đề tài này. Chúng ta quản lý công việc. Cái mình giờ mình một phát triển cái hệ thống để nó quản lý công việc là trong một cái cơ quan này thì những cái người lãnh đạo họ có thể là tạo ra những cái tác vụ, những cái công việc để nó phân công cho những cái nhân viên chẳng hạn, thì có những cái chức năng như là tạo một cái công việc rồi gán cái công việc cho một cái người đó, rồi những cái nhân viên thì có thể là nhận được những công việc mà những cái lãnh đạo họ gán, rồi mình có thể là cập nhật cái trạng thái mình làm xong, mình check vô mình làm rồi. Đấy. Thì nó có rất là nhiều cái mức độ khác nhau. Đấy. Mức độ đơn giản thì chỉ có vậy thôi. Đấy. Còn cái mức độ mà nó phức tạp hơn, ví dụ như là khi mà phân công công việc thì nó có thể kèm file này nó theo, hoặc là khi mà mình làm xong, mình đánh dấu là mình đã làm xong thì có thể là ghi chú thêm kết quả như thế nào, hoặc là kèm theo những cái tài liệu đó. Thì có nhiều mức độ. Thì ở cái mức độ cơ bản thì nói chung là mình có thể là cho phép là tạo công việc rồi gán xuống ha. Rồi cái người là người ta làm xong thì có thể check vào là người ta làm thực hiện xong rồi, hoặc là có nhiều cái option hay cái trạng thái đó là người ta làm hoàn thành hoặc ta không thể làm được thì mình cho phép là cập nhật trạng thái đó. Rồi một số thống kê như là trong tháng này hoặc là trong năm nay thì ai đã làm hoàn thành những công việc này, hoặc là những cái nhân viên nào mà không có hoàn thành được công việc này, thì nó có rất là nhiều cái chức năng khác nhau. Rồi quản lý nhân sự đó là mình quản lý nhân viên này nọ đó, thì những đề tài này cũng quen đúng không? Như mình cho phép là thêm, sửa, xóa nhân viên, rồi quản lý tiền lương, quản lý này nọ đủ thứ trong đó. Thì các anh chị có thể chọn một cái hướng nào làm, không phải là một quản lý nhân sự, là mình phải làm một cái hệ thống quản lý nhân sự mà nó có tất cả mọi chức năng để quản lý nhân sự, hay mình có thể quản lý một cái khía cạnh nào đó thôi. Hoặc là mình
viết mình xây dựng những cái website mà nó quản lý dự án nè, thì nó cũng gần, hai này nó gần gần giống nhau thôi. Thì một cái dự án nó có thể có nhiều công việc thì nó hơi phức tạp hơn cái quản lý công việc tí. Thực sự nó phức tạp hay không nó cũng do mà cái cách mình phân tích thôi, cái độ lớn của cái hệ thống thôi. Thì đây các anh chị lưu ý là đối với cái liên quận mà chuyên ngành á, thì mình xây dựng một ứng dụng tương đối hoàn chỉnh thật, không phải là nó có đầy đủ tất cả nha, tại vì thời gian có hạn, thì ít nhất nó cũng phải có những chức năng là thêm sửa xóa tìm kiếm, cho nên là bán hàng thì thêm sửa xóa sản phẩm đối với admin, rồi đối với người dùng là có tìm kiếm, rồi hoặc là thống kê, rồi thêm một số cái chức năng. À, một cái chủ đề thứ hai là chúng ta phát triển những ứng dụng di động. Thì nó cũng tương tự thôi, hai thì mà chúng ta phát triển ứng dụng web, phát triển ứng dụng di động. Thì cái yêu cầu là các anh chị nắm được các cái kiến thức cơ bản của việc của cái nền tảng phát triển di động á, hay như là Swift hoặc là Android nào đó. Nó có nhiều cái nền tảng để phát triển ứng dụng di động, các anh chị phải nắm được cái kiến thức cơ bản của nền tảng đó, rồi mình biết một ứng dụng có các chức năng cơ bản. Thì mình có rất là nhiều nền tảng phát triển ứng dụng di động, như là trên Android mình có Android Autica và iOS, thì nó có Swift, một số framework mà nó phát triển ra nền tảng là anh chị phát triển, nó có thể là dịch ra để nó chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, như là Flutter, React Native, vân vân. Thì những cái đề tài mà thường thường các anh chị làm khi mà chúng ta phát triển ứng dụng di động là quản lý contacts, quản lý các tác vụ task, quản lý chi tiêu, rồi quản lý đặt món ăn, thì chắc cái này các anh chị sử dụng cũng nhiều phải không? Contact thì mình có sẵn rồi ha, trên điện thoại nào cũng có, nên mình thêm sửa xóa những cái contacts, rồi mình tìm kiếm, rồi mình thay đổi, rồi mình update, cập nhật cái thông tin của nó. Đấy. Quản lý task thì nó cũng giống như những chức năng giống như đó các anh chị nãy đó. Rồi quản lý chi tiêu thì nó cho phép mình ghi nhận lại những cái thu, những cái chi. Rồi nó phân loại ra thu cái gì, một cái loại gì, chi loại gì, chi cho gia đình, chi cho cá nhân, chi cho học tập, chi cho gì đấy. Và đấy. Rồi mình hoặc là mình quản lý đặt món ăn. Đó là những đề tài mà thông dụng nói với cái chủ đề là phát triển ứng dụng di động. Hoặc là một cái chủ đề nữa đó là các anh chị nghiên cứu các cái công nghệ mới. Mới đây đó là nó không có nằm trong chương trình của mình ấy, hoặc là các anh chị chỉ được giới thiệu ở mức độ cơ bản thôi, thì nên mình tìm thêm. Ví dụ như là mình tìm hiểu về lập trình game nè, game 2D, game 3D, và một cái nền tảng mà lập trình game mà nó được sử dụng rất là phổ biến như là Unity nè. Unity mình có thể lập trình game 2D cũng được, 3D cũng được. Hoặc là các anh chị nghe rất là nhiều về blockchain chẳng hạn, mình chưa biết nó là cái gì thì các anh chị có thể nghiên cứu blockchain là cái gì, một số cái nền tảng để mình có thể phát triển những ứng dụng trên blockchain. Sau đó mình tiếp một ứng dụng, thì những cái ứng dụng trên blockchain ta gọi đó là những cái DApp, những cái distributed application, là những cái ứng dụng phân tán. Rồi hoặc là các anh chị có thể làm những hệ thống IoT, ví dụ như các hệ thống quan trắc nè, thu thập những cái chỉ số về của nước, của môi trường, không khí gì đó, hoặc là những hệ thống tưới tiêu tự động và hoặc là các anh chị có thể tìm hiểu về máy học. Mình nghe máy học rất là nhiều rồi, thì ở cái giai đoạn gần đây, những cái thời gian gần đây, các anh chị là cái máy học nó có những cái ứng dụng rất là nó ảnh hưởng rất là lớn tới rất là nhiều cái mặt của cái đời sống của mình. Ví dụ như là gần đây nhất nó là cái mà các hầu hết các anh chị đã nghe, đó là ChatGPT nè. Thì đó cũng là một ứng dụng của máy học thôi. Thì mình có thể là thực hiện các cái đề tài liên quan máy học nhận dạng nè, rồi mình đưa nó hình ảnh đến nhận dạng, rồi là trái gì, rồi cái bông gì gì đó, phân loại hình ảnh, rồi chatbot, viết những cái chatbot. Thì đó là những cái công nghệ mới. Thì đối với những công nghệ mới này đó, thì cái yêu cầu về cái chức năng của cái sản phẩm thì nó không có cao bằng những cái này, tại những cái này là những cái anh chị đã học rồi, nên mình vận dụng những cái kiến thức này để mình phát triển ứng dụng thôi. Cho nên là mình phải phát triển một ứng dụng nó tương đối hoàn chỉnh, có đầy đủ chức năng cơ bản, hoặc là cái ứng dụng di động bài
Còn đối với những cái công nghệ mới đó thì các anh chị có tính chất là mình phải tìm hiểu, cho nên là những cái sản phẩm các anh chị biết đề app nè, hoặc là các anh chị phát triển những hệ thống quan trắc IoT, các anh chị lập trình, hoặc là các anh chị dùng máy học để mình phát triển các mô hình nhận dạng này đó, thì chỉ yêu cầu các anh chị ở mức độ rất là cơ bản, giống như là một cái demo. Đó là đối với cái chủ đề này thì cái phần cái cơ sở lý thuyết thì nó quan trọng, tức là các anh chị đã tìm hiểu được cái gì, rồi cái sản phẩm thì các anh chị làm cái demo thì nó chứng minh là mình đã tìm hiểu những cái đó. Thì cái sản phẩm, cái chương trình đầu ra nó chỉ là mang tính chất là một demo không được. Thì đó là các cái chủ đề phổ biến, thì như đó các anh chị ở đây tôi chỉ gợi ý một số cái chủ đề, rồi trong từng chủ đề thì nó phải có những đề tài trong đó, thì đây chúng ta chỉ gợi ý thôi, trong là các anh chị chỉ giới hạn thực hiện những đề tài nằm trong những chủ đề này thôi. Rồi thì sau khi mà mình thực hiện xong cái đề tài đó thì các nãy các anh chị biết rồi, nãy các anh chị có nói là mình phải báo cáo, nên mình phải viết một cái báo cáo, rồi sau đó mình phải báo cáo. Thì cái nội dung của quyển báo cáo thì tôi có sơ thôi, thì tôi sẽ cung cấp cho các anh chị một cái mẫu báo cáo. Thì thường thường trong báo cáo mình có cái giới thiệu đề tài nè, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, rồi sau đó mình phân tích thiết kế hệ thống. Thì đây mình đưa ra cái yêu cầu, rồi sau đó mình phân tích, thì mình có phân tích chức năng nè. Hàng như giờ mục tiêu của đề tài là mình phát triển một ứng dụng, một cái website thương mại điện tử nè, rồi những cái yêu cầu đối với cái hệ thống là cái gì, rồi phạm vi sao, thì từ những cái mô tả này là thì mình sẽ đi mình phân tích hệ thống, thì hệ thống mình sẽ có những chức năng gì. Rồi mình phân tích chức năng xong thì mình đi thiết kế cái kiến trúc của cái ứng dụng, rồi sau đó mình đi thiết kế cơ sở dữ liệu. Thì cái phần này thì người anh chị cũng có thực hiện trong báo cáo. Mình ở đây tôi chỉ liệt kê các đầy đủ những cái nội dung thôi, thì tùy cái đề tài thì mình thấy là lượt tốt. Rồi thiết kế cái phân tích chức năng xong thì tiếp đó mình có thiết kế cơ sở dữ liệu nè. Thì với những chức năng ví dụ như là một anh chị thiết kế một cái hệ thống thương mại điện tử này, thì nó cho phép chúng ta là thêm sửa xóa những sản phẩm, hoặc là các anh chị quản lý các tài khoản, có tùy ha. Ví dụ như giờ nếu mà các anh chị có quản lý tài khoản mình phải có một cái bảng để lưu trữ về thông tin các tài khoản, còn bây giờ mình làm mà nó cái mức độ hoàn chỉnh nó trung bình thôi, thì có thể là các anh chị chưa quản lý tài khoản này, thì nó chỉ cần là cái bảng table, cái table là lưu trữ sản phẩm, rồi các cái loại sản phẩm rồi gì đó, thì cái này nó phải sao cái này, đó là mình phải biết là mình sẽ phát triển những chức năng gì, thì tương ứng với những chức năng đó mình cần phải lưu trữ những cái data gì cũng vậy. Rồi sau đó các anh chị đi thiết kế cái giao diện, hoặc là mình thiết kế cuộc toán nếu có, cái này có là những cái các anh chị phát triển hệ thống nào mà nó có xử lý phức tạp á, thì mình cần phải đi thiết kế cuộc toán. Ví dụ như giờ là xây dựng một cái hệ thống ship lịch đi, ship thời khóa biểu hàng, thì mình ship tự động hàng, thì cái thuật toán mình ship nào, thì mình đi thiết kế thuật toán. Thì thường thường cái này thì cũng trong cái phạm vi cũng liên dụng cơ sở, thì cũng ít có khi nào đi xây dựng những cái hệ thống mà nó có những cái thuật toán phức tạp, thì nếu mình không có thuật toán gì thì không. Rồi nó phải có cơ sở lý thuyết. Thì đối với những cái đề tài mà liên quan tới những ứng dụng web thì cái chương này thì nó phụ ha, đó là nó cũng không có kiến thức gì mới, tại vì các anh chị đã học cái lập trình web rồi. Nhưng mà những cái đề tài mà liên quan tới công nghệ đó, những cái kiến thức mới đó, như nãy tôi nói là về cái blockchain, về máy học thì nọ, thì đây là một cái nội dung rất là quan trọng trong cái báo cáo. Rồi sau đó mình trình bày về cái cài đặt và kiểm thử như thế nào. Ví dụ cái môi mình lập trình bằng cái gì, mình viết cái trang web là bằng cái gì, PHP hoặc là Java, G2E đó. Rồi kết quả cuối cùng mình làm được cái gì, rồi mình thực hiện những kiểm thử nào, rồi cuối cùng là kết luận của các chị.
kết luận lại cuối cùng là mình làm được cái gì nha. Rồi cái hệ thống này thì nó có thể phát triển những cái gì, đó là một cái cấu trúc, những cái nội dung của một cái quyển báo cáo. Cái tiếp đó là cái kế hoạch thực hiện. Thì cái bước đầu tiên là các anh chị tìm hiểu và chọn đề tài. Thì từ những cái mục tiêu, những cái yêu cầu của cái nhiệm vụ cơ sở, xin lỗi, cái nhiệm vụ chuyên ngành nè, rồi những cái gợi ý của tôi về các chủ đề cũng như các đề tài trong từng chủ đề đó, thì các anh chị đi tìm hiểu rồi sau đó mình chọn đề tài nào đó. Thì cái khoảng thời gian dự kiến ha, thì trong tuần sau có từ 9 có là từ 2 nè cho đến 16/6 là tuần sau, thì tôi sẽ cho các anh chị đăng ký cái đề tài mà mình muốn thực hiện trên hệ thống e-learning đi nha. Rồi sau đó các anh chị đi phân tích và thiết kế chức năng. Đó là giả sử bây giờ trong cái khoảng thời gian này các anh chị chỉ cần làm, đi tìm hiểu là mình làm cái gì thôi. Cái giờ mình muốn làm cái đề tài là xây dựng một website thương mại điện tử nha. Thì cái bước kế tiếp là các anh chị đi phân tích cái chức năng nha. Thì dự kiến là tuần sau đó nha. Thì sau khi các anh chị phân tích cái chức năng xong thì các anh chị submit lên cái hệ thống e-learning. Đó là mình muốn thiết kế một cái website thương mại điện tử với những chức năng gì. Thì thường thường ở đây nếu mà mình làm bài bản thì mình sẽ dùng cái use case diagram để mình trình bày. Chắc ở đây các anh chị biết cái use case diagram là nó đúng không? Use case diagram thì nó ví dụ như bây giờ mình có admin thì nó thực hiện những chức năng gì. Đấy. Thì đây là những cái use case nè, đây là cái actor nè, dùng admin thì làm cái gì, hoặc là cái user làm cái gì. Đấy. User thì có thể là ở tìm kiếm nè, rồi đặt hàng nè, rồi gì đó thanh toán nè gì đó. Admin có thể là quản lý tài khoản, tạo người dùng, thêm người dùng gì đó, xóa người dùng, thêm sửa sót sản phẩm gì đó. Thì đây là cái cách để mình trình bày cái thiết kế chức năng mà nó hiệu quả, đơn giản, cũng dễ thôi. Rồi sau đó là sau khi các anh chị submit cái phân tích cái chức năng lên thì tôi sẽ xem qua và sẽ góp ý nếu có. Nếu tôi thấy ok rồi thì thôi, thì các anh chị cứ thực hiện thôi. Còn nếu mà tôi thấy là cái đề tài đó chức năng nhiều quá thì tôi có thể là góp ý là để cái đề tài này thì các anh chị có thể chỉ cần thực hiện bao nhiêu chức năng đó là được rồi, để các anh chị thực hiện nhiều hơn thì càng tốt nha. Hoặc là cái đề tài đó là ít chức năng quá, các anh chị chỉ liệt kê có 3-4 chức năng thì chưa đủ, nên thì có thể gợi ý thêm là mình mới làm chức năng gì. Hoặc là các anh chị muốn làm cái đề tài về máy học đi, thì có thể là các anh chị muốn làm một cái bài toán nào đó, các anh chị muốn thực hiện bài toán là mình muốn nhận dạng cái gì đó, thì tôi phải góp ý là nếu mà các anh chị nhận dạng vậy thì nó có vượt quá khả năng của anh chị không, có vượt cái dataset nó có chưa. Nếu mà dataset chưa có, các anh chị phải đi thu thập thì mất nhiều thời gian, các anh chị có thể là thay vì làm đề tài đó thì sẽ làm đề tài tương tự gì đó, thì tôi sẽ có tiền nếu mà có. Còn nếu mà tôi thấy ok rồi thì thôi, thì các anh chị cứ làm ha. Rồi sau khi các anh chị phân tích thiết kế chức năng xong á, thì mình sẽ lên kế hoạch thực hiện, rồi sau đó các anh chị thực hiện đề tài. Rồi cuối cùng mình có báo cáo thôi, và báo cáo kết quả. Thì tôi có cung cấp cái link để các anh chị, thực sự cái link này nó giống cái giống như một cái template của Word ha. Thì trong đó sẽ có hướng dẫn là cái mẫu này đó, thì hiện tại là cái mẫu mà được sử dụng ở cái trường công nghệ thông tin truyền thông, cái mẫu sử dụng chung cho trường công nghệ thông tin truyền thông và cái mẫu chung cho cái nghiên luận cơ sở, nghiên luận chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp luôn. Cho nên là nó chỉ có cái tính chất đó là một cái mẫu thôi. Còn có thể là tùy các anh chị đang thực hiện cái gì đó thì có thể mình chọn những cái nội dung nào mình cần viết, chứ không phải là các anh chị phải viết theo hết tất cả những cái gì mà ta hướng dẫn trong cái mẫu này. Và cuối cùng là các anh chị báo cáo kết quả, thì cái này mình sẽ theo lịch của trung tâm đào tạo, sau này trung tâm sẽ thông báo là khoảng khi nào mình báo cáo rồi, thì lúc đó mình sẽ lịch. Rồi, thì đó là những nội dung mà tôi muốn
trình bày cho các anh chị về cái chuyên luận chuyên ngành, giống như là một cái buổi giới thiệu để cho các anh chị nắm được là những cái mục tiêu, những cái yêu cầu, rồi giới thiệu thêm thì gợi ý cho các anh chị một số cái chủ đề, một số đề tài, cũng như là mình cái bước để mình thực hiện một cái chương trình hay là mình viết báo cáo nè. Rồi thì đó là cái phần trình bày của tôi, thì không biết là các anh chị có cái câu hỏi hay có cái đề xuất, có bất kỳ gì đó thì các anh chị có thể trình bày nha, mình thảo luận với nhau. Ok rồi, đó là dạ thầy ơi. Ok rồi, em cứ nói đi. Dạ thầy cho em hỏi là nếu như giờ em đăng ký đề tài á, mà trong quá trình em làm em giống như có khó, mà giống như em thấy khó quá, em muốn thay đổi được không thầy? Được, các anh chị có thể thay đổi đề tài nha. Nhưng mà thay đổi như thế nào để cho nó hợp lý? Hợp lý thì có nghĩa là gì? Có những trường hợp là các anh chị làm sao đã rồi tới cái tuần cuối cùng gần báo cáo, các anh chị nói các anh chị đổi đề tài thì nó hợp lý. Tại vì một cái khoảng thời gian rất là lâu các anh chị không làm xong, bây giờ tự nhiên có một tuần sau các anh chị đổi đề tài, các anh chị làm đề tài khác. Dạ giống như trong quá trình em đăng ký em ký nhiều quá thì em lại đó, thầy. Cái đó không có gì hết. Nói chung là cái mục đích của tôi cho các anh chị đăng ký để làm cái gì, thứ nhất là các anh chị nhất là các anh chị có cái mốc thời gian để mình có cái kế hoạch để mình làm. Là ở cái bước này nè, các anh chị đi phân tích cái chức năng để tôi có góp ý cho các anh chị nếu mà có. Như nãy tôi nói, nếu mà các anh chị trong các cái phân tích cái chức năng này, các anh chị muốn làm những cái chức năng gì đó tôi thấy ít quá, cần đi cơ sở thôi, thì tôi có thể góp ý cho các anh chị đủ ý. Nếu mà nhiều quá thì tôi có thể cảnh báo các anh chị cái hệ thống thì để đáp ứng yêu cầu như lượng chuyên ngành thì các anh chị cần làm những cái chức năng được rồi. Tất nhiên là các anh chị làm càng nhiều càng tốt thôi. Thì tôi sẽ có góp ý để các anh chị làm cho nó thì cho em hỏi thêm đó, là bây giờ em đang làm niên luận cơ sở mà bây giờ em phát triển cùng một đề tài đó lên thành luận ngành luôn thầy. Anh chị phải làm được cái đó. Nhưng nếu điều dưỡng thấy nó hỏi ủa đi về luôn hả? Alo. Thì các anh chị có thể nên hỏi để biết rõ nó chốt hồ sơ thôi, tại vì con nhắn cho ông IT rồi. Cô nhớ là bây giờ em anh báo chốt hồ sơ đi để em chuyển qua bên đây, chứ bây giờ bên đó không chốt bên này đâu có nhập vô được. Tại bảo hiểm nó còn đang nằm bên đó mà sao mày chốt được bên này không có nhập được thì mình tốn tiền. Nên buộc là anh mới báo. Các anh chị nghe không? Dạ nghe thầy. Âm chị mà nói chuyện không có tắt cái mic. Rồi tôi trả lời lại thế này là về cái đề tài thì các anh chị có thể là thay đổi được nha, chứ không có gì. Cái thứ hai các anh chị lưu ý đó là cái niên luận á thì nó có nhiều mức độ hoàn thành, giống như các anh chị học cái một cái học phần, các anh chị đi thi thôi, nó không chỉ có rớt và đậu mà nó có nhiều cái mức độ hoàn thành. Như các anh chị thi thì cũng có điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm F. Đấy, thì tùy cái mức độ hoàn thành mà sẽ có cái đánh giá tương ứng, chứ không phải là chỉ có đậu và rớt. Cái câu hỏi tiếp tiếp đó là mình có thể là dùng cái phát triển cái đề tài của cái nguồn cơ sở để mình làm những cái ngành lực hay không thì được. Nhưng mà tôi sẽ các chị phải cho biết là cái nguồn cơ sở các chị làm cái gì, và cái niên luận chuyên ngành thì các anh chị làm được thêm cái gì. Cái trường hợp mà các anh chị là đem cái niên luận cơ sở để các anh chị nộp cái niên chuyên ngành không có được. Các anh chị phải phát triển thêm, đó là các anh chị phải trình bày được là những cái gì mà mình mới thực hiện, mình phát triển thêm trong cái niên luận chuyên ngành. Rồi, được chưa? Câu hỏi nào? Dạ, cảm ơn thầy.
Rồi các chị còn câu hỏi nào khác thì trình bày ha. Với thầy là bên em hỏi cái ở cái bước 2 này. Ừ. Là mình phân tích về cái chức năng ấy, thì mình có làm sâu về cái phần mấy cái phần chuyên ngành của mình, là ví dụ mình sử dụng OML, mình vẽ sơ đồ UK rồi kia, mình xoáy sâu vô vấn đề kiến thức chuyên ngành không thầy? Và dạ rồi. Dạ mình vẽ luôn. Rồi dùng mình vẽ CDM, BDM nào luôn này. Ở cái bước 2 đó thì chủ yếu là chỉ là cái phân tích và thiết kế chức năng thôi, có là các chị tới cái thời điểm này các chị được làm được càng nhiều càng tốt, chứ không phải nói là cái từ 9-16 là các chị chọn đề tài thôi. Nếu mà các chị có thời gian mà làm luôn thiết kế chức năng phân tích thì các chị làm luôn cũng được. Nhưng mà tôi cho những cái mốc để các anh chị có thời gian, ở đây mình có nhiều lớp, mình có nhiều sinh viên thì có thể là sinh viên hoàn cảnh khác nhau đấy, nên tôi cho thành mốc thời gian để các anh chị có cái kế hoạch để mình làm. Nhưng không phải chỉ là trong khoảng thời gian đó thì các anh chị chỉ được làm việc đó thôi. Cho nên trong cái bước thứ hai đó là phân tích cái chức năng, thì để chủ yếu làm cái gì, là để tôi nắm được đó là các anh chị làm cái gì trong cái đề tài của mình, để phòng cái trường hợp là gì, là mình phát triển một hệ thống nó quá đơn giản đi đấy. Cho nên là nếu mà các anh chị có thể là làm tới cái phân tích luôn cơ sở liệu thì càng tốt, nhưng mà tới ở cái bước thứ hai thì tôi chỉ yêu cầu là các anh chị cho tôi biết là các anh chị làm cái gì thôi. Các bạn ví dụ như nãy tôi có ví dụ đó, hay bây giờ các anh chị chọn đề tài là phát triển cái website mua bán laptop đi. Thì như vậy là các anh chị có những chức năng gì, các anh chị hay gặp đầu dòng. Cái gặp đầu dòng thứ nhất là những chức năng cái admin, rồi xuống dưới có một danh sách các chức năng admin gặp đầu dòng, gặp đầu dòng. Rồi cái thứ hai là các chức năng cho user gặp đầu dòng phía dưới, trình bày dạng list cũng được. Hoặc là các anh chị có thể trình bày một cái dạng tốt hơn, như là mình thiết kế cái use case diagram đó hả. Hoặc là các anh chị dùng use case thì đó là email đó, đó là một loại thôi. Hoặc là các anh chị có thể thiết kế, nói chung trong bước thứ hai thì chủ yếu là tôi biết anh chị làm cái gì, cái nội dung thực hiện của mình ha. Còn các anh chị có nhiều hơn kết quả, các anh chị muốn là submit lên để muốn tôi góp ý thêm cái gì thì các anh chị cứ submit. Còn cái yêu cầu thì cái mục tiêu của bước thứ hai để tôi biết anh chị trình bày là cái nội dung mà các anh chị thực hiện ha, để tôi có góp ý thôi. Còn về cái vấn đề mà kỹ thuật cũng như là bên kiến thức về phần code lập trình rồi kia, nó là chắc thầy đâu có hỗ trợ phải không này? Thầy đâu có hỗ trợ hướng dẫn, cái đó là phải tự tìm hiểu. Cái nghiên luận chuyên ngành, nghiên luận cơ sở, luận văn, tiểu luận cũng vậy, thì các anh chị vận dụng những kiến thức để mình giải quyết. Tất nhiên là nếu mà các anh chị có một vấn đề gì mà nó rắc rối quá, các anh chị hỏi thì tôi có thể là định hướng, có thể là gợi ý cho anh chị tài liệu này, tài liệu kia này, hoặc là cái hướng để mình giải quyết là sao. Chứ tôi không có thể nào mà ngồi sửa code cho các anh chị được. Anh chị hiểu không? Thì nói chung trong quá trình làm, các anh chị có vấn đề gì thì có thể là liên hệ nha, để trình bày để tôi có thể hỗ trợ ở cái mức tối đa mà tôi có thể. Chỉ có cái là như tôi nói là tôi không thể nào ngồi sửa code cho các anh chị được. Như cái trong quá trình làm cái công cụ nó bị vấn đề gì đó thì tôi có thể là biết trước, thì tôi có thể là hướng dẫn các anh chị cách dạy giải quyết, hoặc là nếu mà tôi chưa biết thì tôi có thể là tìm hiểu rồi tôi gợi ý cho các anh chị ở những cái chỗ đó nó có chỉ đó chẳng hạn. Nhưng mà nói chung là những cái gì mà nó đơn giản quá mình có thể tìm Google để mình giải quyết. Cái kênh mà thầy có thể hỗ trợ tốt cho tụi em là cái kênh mail hay là Zalo hay là cái qua cái kênh nào thầy? Thì cái kênh chính thức là cái email, tại vì cái Zalo thì tôi không có cái group của các anh chị. Còn các anh chị muốn tạo cái group gì đó thì các anh chị thống nhất với nhau tạo cái group rồi add tôi vô thì có thể, nhưng mà nói chung qua email đi. Để em hỏi em biết có gì, ví dụ như hỏi thầy trong cái thời gian thầy phán hội, ví dụ cỡ 2-3 ngày cái đó làm mất thời gian, cái làm chậm cái tiến độ của mấy em. Ừ. Yeah.
Cái thứ hai nữa là em hỏi thêm một phần ở ngoài nữa này. Hồi nãy thầy có trình bày là cái thầy thầy gọi là cái trường công nghệ thông tin, là cái bên Đại học Thơ mình là có thành lập một cái trường thuộc Đại học Thơ là trường công nghệ thông tin luôn á thầy, hay Hiện là mình tại chỉ gọi là cái tên gọi thôi chứ còn ở trên sổ sách hồ sơ là chưa có chính thức thành lập không? có chứ, tôi gọi là chính thức mà, chứ sao tôi dám gọi được. Có là bây giờ nè, mình có cái trường Đại học Cần Thơ, trước đây gì dưới trường Đại học Cần Thơ có mấy cái khoa, thì vừa rồi thì có 5 khoa thì đã chuyển lên trường, đó là khoa công nghệ thông tin, thì hiện tại đã chuyển thành trường công nghệ thông khoa công nghệ thông tin và truyền thông, thì đã chuyển thành trường công nghệ thông tin và truyền thông. 4 khoa khác nữa, luật, kinh tế, nông nghiệp, thủy sản đấy, thì hiện tại nó tất cả đều là lên trường chính thức rồi. Thì trong cái khoa công nghệ thông tin truyền thông ngày xưa nó có 6 bộ môn, thì 6 bộ môn nó hiện tại nó phát triển thành 6 khoa, cho nên là cái bộ môn công nghệ thông tin ngày xưa đó là hiện tại là khoa công thông tin. Khoa công nghệ thông tin thì thuộc trường công nghệ thông tin và truyền thông, trường công nghệ thông tin truyền thông thuộc cái trường Đại học Cần Thơ, đó là chính thức. Sau này trong báo cáo anh cũng lưu ý chỗ đó nha. Báo cáo là trường, cái trên tiêu đề đó, đó là trường Đại học Cần Thơ, rồi phía dưới là trường công nghệ thông tin và truyền thông nha. Rồi sau đó là khoa công nghệ thông tin. Vậy là cái cuối cùng cái bằng của tụi em là bên trường nào cấp này? Trường Đại học Cần Thơ chứ, thì trường công thông tin đó là trực thuộc trường Đại học Cần Thơ mà. Thì thay vì hồi xưa đó, một trên cái bằng ba trên cái bằng các chị hình như không có ghi cái khoa đúng không? Tôi lâu quá không có nhìn cái bằng tốt nghiệp, tôi không có để tôi coi. Thì nói chung nó cũng chả khác gì, nó có nghĩa là nó là trường Đại học Cần Thơ thôi, nhưng mà hồi hồi xưa là mấy cái khoa, thì bây giờ có một số khoa nó chuyển thành trường thôi. Tôi coi bằng tốt nghiệp. Trên bằng tốt nghiệp mà ghi trường trường nào cấp với lại cái ngành học ngành gì thôi chứ không có ghi khoa mà. Rồi đúng rồi, nó tự nhiên nó không khác gì đâu, tại vì đây là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa là cái trường đâu, tới Đại học Cần Thơ nè, đâu có ghi cái khoa nào đâu, thì có nghĩa là trên cái bằng đó thì vẫn là trường Đại học Cần Thơ chứ. Tại vì khi em học hay là khi em search trên website nó đấy là trường công nghệ thông tin truyền thông, em tưởng đâu là bây giờ là tụi em trực thuộc của trường đó, sau này bằng cấp là của trường đó cấp. Trường Đại học Cần Thơ đó. Rồi, các anh chị có câu hỏi nào nữa không? Thầy cho em hỏi thầy. Ừ, rồi em hỏi đi. Thầy là tiến sĩ hay là phó giáo sư, thầy đang biết ghi trong cái báo cáo Tiến sĩ, tiến sĩ. thầy. Ở trong cái mẫu báo cáo cái form đó thầy, chắc thầy có để thông tin của thầy sẵn cái gì không thầy? Cái giáo viên hướng dẫn. Tôi gửi cho các anh chị cái mẫu chung của khoa, trên cái mẫu đó thậm chí là để tôi coi cái mẫu hiện tại đó là hình như cũng chưa đổi cái khoa rồi, cái mẫu gốc hồi xưa tới giờ thứ nhất là nó chưa có đổi cái khoa khoa cái thứ hai đó là nó ngành thì nó còn để ngành mạng máy tính truyền thông công nghệ thông tin sẽ sạch sạch thì số ngành đó, nên thì các anh chị phải sửa lại cho nó đúng. Thì trong cái báo cáo nó có nhiều cái thông tin mà có thể nó bị sai, thì khi tụi em làm gần xong hoặc là trong quá trình tụi em làm tụi em gửi cho thầy kiểm duyệt trước, hoặc là khi mà góp ý với tụi em á thì kiểm tra Còn những thôi có phần nào sai sót á rồi thầy cho tụi em biết. còn thôi, để những thông tin chung thôi, để tôi sửa lại cái mẫu này cho chính xác cái thông tin, mấy thông tin nó luôn cũng được, để tôi cập nhật lại. Thì tạm thời thì các anh chị cũng chưa có báo cáo thôi, cũng sao đâu, để
rảnh rảnh tôi cập nhật lại cái mẫu này. Như vậy là theo kế hoạch là mình nộp cái báo cáo, với thứ hai nữa là cái sổ code hoặc là cái phần thực hành của cái đề tài mình này, rồi mình có một buổi nào đó mình trình bày về cái sản phẩm của mình không thầy, hay là chỉ nộp cái đó rồi thôi, ví dụ như làm web mình nộp cái sổ code thêm. Có chứ. Thì cái lịch báo cáo thì trung tâm liên kết đào tạo họ sẽ sắp ha. Rồi các anh chị thứ nhất là trước cái buổi báo cáo đó thì các anh chị phải submit cái báo cáo nè, cái file báo cáo nè, rồi cái code nè, rồi các anh chị cũng sẽ báo cáo về cái demo đó, các anh chị demo cái chương trình của mình. Thì cái buổi đó thì các anh chị không có cần phải trình bày cái slide gì hết, chỉ demo thôi. Thì tôi sẽ đọc sơ qua báo cáo để tôi biết các anh chị làm cái gì. Thì tùy tình hình, nếu mà cần thiết tôi sẽ yêu cầu các anh chị làm một cái slide báo cáo, nhưng mà các anh chị sẽ không báo cáo, tôi sẽ coi qua thôi, giống như một cái tóm tắt thôi. Thì cái đó để gần tới báo cáo thì tôi sẽ nói cho rõ. Thì các anh chị lưu ý á, là cái kết quả của cái niên luận á thì nó không có chỉ phụ thuộc vào những cái gì mà các anh chị nộp cho tôi. Những cái gì các nội chị nộp cho tôi thì nó chiếm một cái tỷ trọng rất là nhỏ thôi, mà cái quan trọng nhất là cái gì, là cái trình bày các anh chị á. Tại vì ở đây tôi cũng nói luôn, thì cũng có rất là nhiều trường hợp mà các anh chị cũng bận bịu công việc này nọ, rồi mình tham khảo những tài liệu. Thì ở đây là các anh chị làm, nói chung á, là không phải là yêu cầu các anh chị là vận dụng những cái kiến thức chuyên ngành mà các em đã được học rồi để mình giải quyết vấn đề, đó là mình không được con gì hết, cái gì mình có mình sử dụng mình làm. Thì khuyến khích các anh chị đọc thêm tài liệu nào, xem thêm những cái hướng dẫn vân rất nhiều, càng nhiều càng tốt, các anh chị tham khảo càng nhiều càng tốt để mình làm. Nhưng mà nó khác với cái chuyện là các anh chị có thể là trong quá trình tìm hiểu này đó, mình thấy ở đâu đó có một cái hệ thống nó cũng giống giống cái mình muốn phát triển, các anh chị bệnh kinh nguyên nó về các chị đi báo cáo. Thì đó là cái quan trọng, là các anh chị có hiểu được cái gì mà các anh chị nói hay không, các anh chị có hiểu về cái kết quả của mình hay không. Nếu mà các anh chị nộp một cái hệ thống rất là hoàn chỉnh nhưng mà các anh chị không có biết gì hết, tại vì trong quá trình demo thì tôi sẽ hỏi để kiểm tra xem là các anh chị có biết gì hay không, các anh chị có làm cái mà các anh chị đọc có phải các anh chị làm hay không, thì tôi sẽ hỏi. Và cái kết quả thì nó phụ thuộc vào cái buổi các anh chị báo cáo á. Cho nên là như tôi nói các anh chị, cái niên luận của mình á thì nó không có phải là chỉ có đậu và rớt, mà nó có nhiều cái thang điểm đánh giá, F rồi D rồi B, B cộng C rồi D, C, B, B cộng A, nó rất là nhiều. Có là nếu mình đánh giá điểm điểm 10 nó từ 1, từ 0 tới 10 luôn. Cho nên là các anh chị cố gắng mình làm được cái đâu thì hay cái đó. Chứ tránh trường hợp mà mình sao chép mà mình không có nắm được gì hết. Thì khi mà các anh chị demo, nếu mà các anh chị không có trả lời được những cái câu hỏi đó thì cái điểm mình sẽ thấp. Thậm chí là nếu mà các anh chị không biết gì hết thì coi như các anh chị không làm hết thì mình không có đạt được. Cho nên các anh chị nhớ là mình có rất là nhiều cái mức độ hoàn thành. Hoặc là trong cái quá trình các anh chị tìm hiểu thì cũng có thể có những cái mình hiểu, có những cái mình chưa hiểu. Thì
Các anh chị hiểu tới đâu thì tôi sẽ đánh giá tới đó. Nhưng mà lưu ý là những cái cơ bản mà không có hiểu đâu có được. Các anh chị chưa cũng lưu ý nắm một cái điều như tôi nói nữa đó. Khi mà mình làm liên quan đến học thì chị học một phần là không chỉ vào đầu hết, nó có nhiều mức độ nên mình làm cái đâu thì cái đó thì tôi sẽ đánh giá cái đó thôi, chứ đừng thấy là mình làm được nó ít quá mình không nộp rồi mình đi lấy một cái hệ thống ở đâu đó không biết, mượn bạn hoặc là lấy một cái hệ thống tìm được ở đâu cái gì nộp mình không có hiểu gì hết. À, cái gì nộp hay như là được 50-70% thì tôi cũng đánh giá 50% còn hơn là cái gì đấy cũng rất là lớn mình không hiểu đó. Và cái trường hợp này thì nó cũng phổ biến đó, cho nên tôi nhắc trước để tránh cái trường hợp đáng tiếc như vậy. Tại thường thường mà các anh chị những trường hợp này thì các anh chị cũng hay nói là em bận công việc em sao sao đó, nhưng mà cái gì thì nó ra cái đó ha, các anh chị lưu ý thì tôi đã nhắc rồi ha. Thì cái yêu cầu thì nó cũng không có cao, đó là để các anh chị cái đây là cái yêu cầu của một cái như nãy tôi trình bày cái yêu cầu của một cái nhân luận chuyên ngành nó là như thế này và nó có nhiều cái mức độ hoàn thành ha. Thì các chị thực hiện được đâu thì tôi sẽ đánh giá cái đó thôi. Thì nếu mà các anh chị làm cái hệ thống là nó có thêm sửa sót tìm kiếm cơ bản, giao diện cũng chưa được đẹp lắm, nó cũng cơ bản thôi, thì cũng có thể đạt được cái yêu cầu có hiểu, yêu cầu cơ bản của một cái liên luận cũng được. Còn nếu mà các anh chị làm giao diện chỉnh chu đẹp hơn, chức năng nó nhiều hơn, có thống kê gì đó thì các anh chị sẽ được cái điểm cao hơn. Đấy. Thì nó có nhiều mức độ đánh giá khác nhau ha. Cho nên các anh chị lưu ý cho đó. Rồi các anh chị còn cái câu hỏi và còn cái đề xuất đề nghị gì nữa không? Như vậy thì thầy có thể chốt là cái hình thức để mình hoàn thành cái phần này thì nó gồm có một cái báo cáo bằng file PDF nè, với một cái sản phẩm mà mình làm ra, với lại một buổi để thầy vấn đáp online giống như vậy, khỏi làm slide báo cáo thôi, cho nó mất thời gian hết thầy. Làm cái file PDF báo cáo cho gửi cho thầy được rồi. Thì cơ bản nó còn cái còn slide thì để tôi coi cần thiết thì tôi yêu cầu thì làm, rồi nếu mà các anh chị làm thì cũng không mất thời gian đâu. Tại vì nếu mà tôi đã yêu cầu thì làm slide để nó chỉ tóm tắt lại thì các anh chị có mất 15-20 phút để các anh chị làm, thì cái đó thôi để tới chừng gần gần báo cáo thì sẽ thông báo, cái đó thì không mất thời gian đâu. Tại vì cái lớp thì đông mà báo cáo có thể là nó mình online từng bạn để show ra cho lớp xem như vậy thì nó, thầy chắc có khoảng tốn khoảng 3 ngày, 3 buổi hoặc là tuần lễ kéo dài để mới hết được số lượng sinh viên. Mình trình bày cái slide nữa thì nó lâu. Như tôi đã nói rồi, các anh chị không trình bày cái slide. Nếu mà các chị có thường một số nhóm trước đó, rồi tôi yêu cầu làm slide, nhưng mà làm cái slide để tôi xem thôi cho qua cho nó nhanh, thay vì các anh chị trước khi các anh chị demo các anh chị có trình bày là bây giờ em làm cái hệ thống này có những chức năng này nọ sao 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 đó, thì các anh chị làm slide khoảng 5-7 slide gì cái nội dung tôi sẽ nói cụ thể sao, thì để làm cái gì để các anh chị demo trực tiếp luôn khỏi trình bày cái đó để cho nó nhanh hơn, cho nên các anh chị làm slide thì các anh chị phải báo slide. Rồi các gì còn câu hỏi nữa không? Thì cái nội dung tôi trình bày chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ cái thời gian còn lại là các anh chị có thắc mắc có gì tôi giải đáp thôi. Còn khi nào mà các anh chị không còn thắc mắc gì nữa thì mình nghỉ. Chào các anh chị còn có mắt gì nữa không?
Hết rồi thầy ơi, dạ hết rồi thầy. Rồi, nếu anh chị không còn thắc mắc gì thôi mình nghỉ ha. Được chưa? Okay, rồi vậy mình ở đây ha. Thì nếu mà các anh chị còn vấn đề gì thì cứ gửi email ha.